quý vị, nhằm thực hiện chương trình túi quà an sinh, vừa qua Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai hỗ trợ cho các em nhỏ học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trên địa bàn huyện Hòa Vang. Qua khảo sát, huyện Hòa Vang nhận được 25 túi quà an sinh, mỗi túi bao gồm lương thực, thực phẩm và một phần tiền mặt. Đối tượng nhận là các em nhỏ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình nghèo khó, ba mẹ bị bệnh hiểm nghèo, hoặc là chính các em mắc bệnh này. Lãnh đạo thành đoàn và hội đồng đội thành phố cũng đã tận tình hỏi thăm động viên các em và gia đình. Cho nên cô cũng thấy cũng động thiệt, chứ nói chung là ở với ngủ chứ mà có người quan tâm đấy là cô rất chi là cảm ơn. Chương trình túi quà an sinh nhằm hưởng ứng chương trình triệu túi an sinh của Trung ương đoàn. Theo đó, thành đoàn, hội đồng đội thành phố phối hợp với các tổ chức cá nhân để phấn đấu trao tặng 10.000 túi quà an sinh hỗ trợ người dân và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, ưu tiên các khu vực bị phong tỏa, hoạt động diễn ra đảm bảo quy định phòng chống dịch. Mong muốn là với những cái xuất quà để mang đến những cái em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng để mà nhằm chia sẻ, động viên, khích lệ các em trong cái đầu năm học mới, đặc biệt là trong cái tình hình dịch bệnh COVID đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn thành phố. Ngoài túi quà an sinh là lương thực, thực phẩm, thì thành đoàn, hội đồng đội thành phố cũng trao tặng túi thuốc an sinh trị giá 150.000 đồng một túi trở lên, bao gồm thuốc cơ bản để phòng chống COVID-19 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình sẽ kéo dài cho đến khi hết dịch.